Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Lock Root. Trong những cái tập lần trước á, thì mình có thức tỉnh tộc thỏ cái dạng biến hình rồi nha, nhưng mà chưa có thức tỉnh full chiêu. Hôm nay thì mình sẽ làm full chiêu cho anh em xem luôn. Hiện tại là mình đang đi ải để lắp cái bánh răng thứ hai vào lấy cái chiêu đầu tiên nha. Bây giờ mình cần phải chinh phục cái mê cung này. Nói chung thì nó cũng dễ thôi, chỉ cần chúng ta để ý đường tí là có thể tìm được. Ủa sao không thấy ta? Đây nè, tưởng nói cho cố vô hồi tìm không được là hơi bị quê nha. Rồi bây giờ chỉ cần tiêu diệt những cái người chơi trong server vào lắp cái bánh răng thứ hai là mình sẽ có một cái chiêu thức. Tộc thỏ thì có hai chiêu nha. Đầu tiên là một cái chiêu lướt ra điện, và cái chiêu thứ hai là nó sẽ tạo ra những cái sấy gió khi mà chúng ta lướt. Mình nghĩ chắc là sẽ lấy cái chiêu lướt ra sấy gió trước, tại vì nhìn nó khá là đẹp. Ôi chém mấy thanh niên kia, bây giờ mình biến hình được luôn nè. Nhưng mà kệ đi, biến hình làm gì, hồi biến sao. Vào phía trong nha. Tộc thỏ nè, mà anh em thức tỉnh mát xong đeo cái nón phi công vô, trời ơi chạy không thấy gì luôn á, rất là kinh. Tốc độ phải nói là nhanh nhất game. Đây, lắp cái bánh răng đầu tiên vào. Trước khi lắp ấy, thì chúng ta nhớ xem cho kỹ công dụng. Màu xanh trước. Cái này á, khi mà lướt nha thì nó sẽ tạo ra những cái sấy gió ở sau lưng. Những cái đối thủ mà đang dí theo mình sẽ bị dính và mất máu nè ạ. Rất là hay luôn, nhìn cũng đẹp nữa. Và cái màu đỏ thì khi chúng ta lướt á, nó sẽ có những cái tia điện màu xanh xanh xanh, nhìn cũng đẹp. Nói chung là tạm thời mình cứ lắp cái màu xanh trước đi nha. Rồi một hồi bánh răng thứ ba mình sẽ lắp cái màu đỏ. Ok, bây giờ thì chắc ra ngoài để mình đánh người chơi hay đánh quái đâu các kiểu có năng lượng biến hình lên cho anh em xem. Sau một hồi đấm đấm thì cuối cùng sắp đầy cái lống nổ rồi anh em ơi. Để mình đánh thanh niên HV một cái. Ủa bị lag hay sao vậy? Đúng thiệt anh em ạ, mình chém một hồi nó mới hiện đam. Rồi nha, bây giờ mình sẽ lướt nè. Anh em thấy chưa, phía sau lưng của mình nó sẽ hiện ra những cái sấy gió. Trong PvP á, đối thủ mà càng dí theo anh em là sẽ bị mấy cái sấy nẻo đánh trúng, bá đạo lắm anh em ạ. Nhưng chỉ có điều nha, mình thấy là nghe nó không mạnh bằng cái tộc thiên thần anh em ạ. Không hiểu sao mình có cái cảm giác như thế. Đó là cái cảm nhận cá nhân của mình nha. Cái tộc thiên thần, trời ơi, có cái cảm giác nó rất là thần thánh, và lại gần nó rút máu âm. Nhưng mà đổi lại thì cái tộc này nó được một cái là tốc độ di chuyển rất là nhanh và khủng khiếp, nhanh nhất game rồi còn gì nữa. Cái này mình chưa thức tỉnh mát, mát là chạy không thấy đường luôn á. Đây thanh niên Chen Ly ra kìa, mình sẽ lướt lướt cho mấy cái sấy gió nó trúng. Ok, sau một hồi biến hình lướt lướt ở ngoài kia thì mình nghĩ chắc là mua được cái bánh răng thứ ba rồi. Đây, 1.500 tiền ép nha. Khi mà mua xong á thì mình sẽ đợi trăng tròn và chờ những người chơi khác họ lên và phụ mình thức tỉnh cái tộc thỏ này để gắn cái bánh răng thứ ba vào ha. Rồi, đã trăng tròn. Bây giờ thì người chơi cũng đã tập hợp xong. Bật tộc lên nào. Chờ 5 giây, nó sẽ đưa mình vào để chinh phục mê cung anh em ạ. Ngày hôm nay mình còn vào cái mê cung này thêm một lần nữa để gắn cái bánh răng thứ tư. Rồi, cẩn thận tìm đường nha. Càng về sau thì nó sẽ càng khó nè mà. Kiểu như cái mê cung nó nhiều đường hơn á, mình đi có khi nó bị lạc không kịp thời gian, nên là phải tập trung hết sức có thể. Ồ, may quá, đúng đường anh em ạ. Easy. Ui, còn tới 4 người chơi vậy. 3 người chơi, lần này vào đông thế. Bình thường chỉ cần 3 người thôi nha anh em, cái này đi 4-5 người luôn. Vãi thiệt. Còn ai nữa vậy ta? Nói chung là đứng đây chờ. Đó, xong rồi nè. Nhiệm vụ còn lại của mình bây giờ là tiêu diệt tất cả những thanh niên trước mặt, xong rồi đi vào lắp cái bánh răng thứ ba. Lần này thì mình sẽ lấy cái chiêu lướt ra điện nha. Đúng rồi, bu lại một chỗ mình chém cho nó nhanh. Theo mình thấy hình như là những cái linh hồn của người chơi nó bay vào cái tia sáng á nè, và cái tia sáng nó sẽ dẫn đường mình vào phía trong.
Vậy tính ra cái tia sáng là những cái người chơi đã hy sinh đó hả? Tính ra bựa vậy. Rồi, đi vào nha. Chờ nó biến thành cái bánh răng để mình lắp. Lần này thì không cần phải do dự để lựa chọn gì cả nha mà. Cứ lắp thẳng cái bánh màu đỏ vào. Tại vì lúc nãy là mình đã lắp cái màu xanh rồi. Hoặc là nếu không muốn lắp cái màu đỏ thì mình lắp luôn thêm một cái màu xanh nữa cũng được. Lần này nếu mình lắp cái màu xanh thì nó sẽ giúp cái lốc xoáy gió nó mạnh hơn. Ở đây nó có để nè. Nhưng mà thôi, phải lắp cái này cái kia nó mới thú vị chứ không nào. Chứ lắp có một cái màu xanh không, không có lướt ra điện gì hết thì không vui. Để mình chuyển sang cái màu đỏ trang bị vào luôn. Xong nha. Bây giờ là mình còn thiếu một cái bánh răng cuối cùng. Tới cái này mới bắt đầu cực nè. Tại vì chúng ta phải gặp cái con NPC màu đỏ và mua 3 lần. Nếu mà tính ra mỗi lần đều trên 2k tiền ép nha. Vậy chi ra muốn lắp cái bánh răng thứ tư vào chúng ta phải tốn trên 6k tiền ép. Như anh em cũng có thể thấy là cái lóng nổ ở phía dưới sắp đầy rồi kìa. Chuẩn bị biến hình rồi cho anh em xem. Đánh thêm con quái nữa chắc được. Đó, màn hình chuyển sang màu xanh rồi kìa. Tắt trạng thái Phật tổ nha. Đây, anh em nhìn cho kỹ. Trời ơi, đẹp không? Lướt ra điện. Đỉnh cao và đẳng cấp lắm chứ. Thôi, để biến lại dạng Phật tổ mình đánh quái cho nó nhanh. Hiện tại mình đang ở trong cái ải thức tỉnh chát quỷ á. Để kiếm thêm mớ tiền ép. Đang nghèo. Sau một hồi cày cuốc biến hình rồi các kiểu cực khổ thì cũng đã mua được lần thứ ba nha, 2500 tiền ép. Còn hai cái lần trước thì mình không có quay clip lại cho anh em xem. Một lần là tốn 2000 tiền ép nè, một lần tốn 2200 mấy thì phải. Đây là cái lần thứ ba nên là tốn 2500. Rồi ok, đã tới trăng tròn và bây giờ là lần cuối cùng mình bước vào cái mê cung này. Tại vì đây là cái bánh răng thứ tư rồi, đâu còn cái nào lắp nữa đâu. Ờ mà có khi mình lại vào tiếp tại vì còn mấy thanh niên trong xe vào cần phụ nữa. Tập trung tìm đường nha. Cái lần này nó sẽ hơi khó một tí. Tại vì đây là cái bánh răng thứ tư rồi, cái mê cung nó nhiều đường lắm. Phải tập trung thì mới tìm được. Ui sao mình thấy cái lần này hơi bị lạc rồi nha. Toàn đi vào cái đường cùng không nè. Bên đây phải không? Thời gian còn lại 27 giây. No, cái chấm màu đỏ đâu? Mấy lần đầu mình tìm nhanh lắm nè. Tới lần này em thấy chưa? Trời ơi, cái chấm màu đỏ của mình đâu? 10 giây. Còn có một mình thôi đó. Đâu rồi trời? Chết rồi. Ồ, trời 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 trời. May quá nè mà. Còn một giây kìa. Vãi thiệt, mém tí là thua rồi. Anh em thấy cái mê cung cuối cùng chưa? Không tập trung là lạc liền. Hên quá. Cứ tính không được phải làm lại chứ. Rồi, đi theo tia sáng vào phía trong. Không biết cái bánh răng thứ tư thì nó sẽ tăng cái gì ta. Để lên mình xem thử. Coi cái nào hợp lý thì mình sẽ lấy. Rồi, tới nơi nha. Biến hai cái bánh răng lắp vào nào. Đầu tiên để mình kiểm tra coi cái màu xanh nó tăng cái gì. Ồ, cái lốc xoáy nó mạnh hơn nè. Cái này hồi nãy thấy rồi. Cái màu đỏ thì nó sẽ cho phép mình sử dụng cái Super Dash. Theo mình nghĩ là lướt thiệt nhanh về phía trước. Nhưng mà lướt như thế có thể là nó sẽ không có gây đam. Nên thôi, chắc là mình chọn tăng sức mạnh cho cái lốc xoáy đi. Mình nghĩ là nhiều bạn sẽ chọn cái Super Dash á. Nhưng mà thôi, mỗi người đều có một cái quyết định riêng nha. Mình thì chọn cái lốc xoáy. Để coi bây giờ ra ngoài biến hình mình lướt cái lốc xoáy nó như thế nào. Có đẹp hơn hay không ha. Hiện tại cái lóng nổ sắp đầy rồi. Còn một xíu năng lượng nữa thôi. Chờ quái nó hồi sinh mình đánh cái nữa là đủ. Trời lâu thế. Rồi ok. Để mình biến hình lên nha. Đang rất là háo hức. Không biết là cái lốc xoáy bây giờ nó như thế nào. Ủa mình nhớ là haki của mình full body mà ta. Kiểu như là mặt cũng bị phủ haki á. Sao cái này mình biến hình nó không phủ haki mặt ta. Ui anh em nhìn kìa. Cái lốc xoáy của mình bây giờ nó to hơn. Trời nó đẹp ghê luôn á.
Được anh em ạ. Bây giờ cái lốc xoáy nó mạnh kinh luôn chứ kìa. Phải thế chứ. Nhưng mà đổi lại thì mình sẽ không có cái chiêu super dash. Nhưng mà thôi kệ. Như thế này cũng quá ngon rồi. Với mình có đi BBB gì đâu. Mình toàn đi đánh quái đánh boss không. Nên lấy cái này là hợp lý rồi. Còn anh em lựa chọn như thế nào thì đó là cái quyền quyết định của anh em thôi. Bây giờ đợi mình tí. Đeo cái mũ phi công vào. Gồng cái tộc lên bảo đảm chạy không thấy đường luôn á thiệt. Nhưng mà nó chưa có hồi nha. Một hồi nó hồi mình gồng lên chạy cho anh em xem. Bình thường cũng đã di chuyển rất là khủng rồi á. Đây nè. Cái đảo này cũng to chứ đâu phải nhỏ đâu anh em. Mình lướt mấy cái là từ đầu này qua tới đầu kia của cái đảo luôn. Gồng nè. Anh em thấy chưa? Trời ơi trời. Chạy như siêu nhân. Vậy thiệt chứ. Cái này mà đem BBB anh em bật tộc lên. Đeo cái nón phi công anh em chạy. Ai đâu mà dí vô lại trời. Tộc là nhanh nhất game rồi. Nói chung á, mỗi tộc nó đều có điểm yếu và điểm mạnh anh em ạ. Tùy anh em thích tộc nào và lựa chọn và sử dụng thôi. Riêng bản thân mình nha, hai tộc mình thích nhất đó chính là tộc người máy và tộc thiên thần. Không biết anh em như thế nào chứ mình thích hai tộc đó nhất. Ok, tới đây thôi. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Còn một vài tộc mình chưa thức tỉnh full đó, sẽ làm cho anh em xem luôn. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp. Bye anh em.